bây giờ các bé, hai bé sữa sữa và bánh bao đang được ăn mì thăn. Đó, mẹ cháu vừa mới cắt xong. Và bây giờ con sữa sữa nó giữ nguyên cái bát, nó không cho con bánh bao ăn này, khổ thân không này, thương không. Bánh bao được cái mũi to xác thôi, sợ mẹ lắm, sợ mẹ giận, rồi sợ mẹ đánh. Nói chung là rất là tội nghiệp, không dám ăn luôn. Đấy, mà con sữa sữa là một mình nó chiếm một cái bát luôn đó. Thế bây giờ tình hình là phải vào bánh bao chờ bà vào, bà ấy chờ nhá, bà làm cho con bát mới nhá. Chứ sữa sữa này không ấy rồi, không nhường con rồi. Sữa sữa rất là không nhường con luôn. Sữa sữa là chiếm giữ luôn bát, không cho con ăn. Đó, thế đấy các bác ơi. Đây, quay lại cho các bác cái khu vườn ban công. Mẹ cháu đã sắp xếp lại một tí xíu. Bây giờ hai cây mướp này thì vẫn ở đây nhá. Hai cây mướp này vẫn ở đây. Vẫn ở góc này. Đấy, cây ớt ở đây. Đó, cây xanh vẫn ở đây. Cây xanh này thực ra đúng ra là lên để phía bên ngoài thì tốt hơn. Ở phía bên ngoài thì lại là cái chậu nha đam mà. Thế có khi là phải di chuyển cái cây xanh này ra phía bên ngoài, bởi vì nó sẽ rủ xuống phía dưới, hợp lý hơn là để cái cây xanh này ở đây. Đó, hoặc là không phải chuyển cái cây xanh này sang bên ban công bên kia. Đó, chỗ này chưa hợp lý rồi. Thế và đây cây móng rồng đây. Thực sự là mãi cũng chưa nở hoa. Cây ngũ sắc này. Đó, cây chanh này. Đấy, rồi cây mai tứ quý này. Đó, rồi cây trinh nữ hoàng cung này. Rồi cây thiên lý này. Vân vân, ở đây rất là nhiều cây. Còn mấy cái cây này thì cây dừa nước này. Cây rau bạc hà. Đó, cây kinh giới. Đó, cây sung. Đó, cây này là cây hoa gì nhỉ? Nhưng mà quên mất rồi. Đó, chán ghê. Đó, còn cây mấy cây là cây xanh. Ê, bây giờ thì cũng sẽ review sang bên này. Đó, sắp xếp lại một chút xíu. Cây ngũ sắc màu vàng, bên kia là cây ngũ sắc đa màu. Còn đây là cây này là chuyên màu vàng thôi. Cây ngũ sắc một màu này. Đó, thế còn cây này thì Nhung cũng quên tên rồi. Đấy, còn đây là cây dừa nước, mọi người biết rồi đúng không ạ? Rồi, quên, nhầm, không phải cây dừa nước. Còn cây này thì Nhung vừa mới biết tên hôm qua nhưng mà Nhung lại quên rồi. Cây gì nhỉ? Nguyệt quế, hoa nguyệt quế. Thế còn phía bên trên kia thì là hai gốc thiên lý. Đó, hai gốc thiên lý vẫn ở trên đấy, mùng tơi thiên lý vẫn ở đó. Còn cây này là cái gốc này thì không phải thiên lý đây. Hai gốc này thôi là hai gốc thiên lý đây. Còn gốc này là gốc cái gì hoa gì màu vàng vàng cũng quên luôn. Đây là cây trúc. Cây trúc thì thực ra còn mỗi cái này thôi thì Nhung vẫn hy vọng là nó sẽ hồi sinh. Cũng không biết là nó có hồi sinh được không, nhưng mà thôi thì còn nước còn tan vẫn cứ để lại để duy trì và vẫn chăm sóc nó và hy vọng là một ngày nào đó nó hồi sinh. Tại vì cây này thì sau cái chuyến đi công tác của Nhung về thì nó không trụ lại được, Nhung rất là buồn và bây giờ cố gắng là sẽ chăm sóc lại nó. Thế còn cây chanh này thì Nhung được ăn rất nhiều quả rồi, cây chanh này từ 2 năm rồi, đó, được 2 năm rồi. Đó, mọi người nhìn thấy Nhung không? Giờ nhà Nhung đối diện với trường phổ thông trung học Phùng Khắc Khoan đó. Đó, thế còn đây là cây chanh này, đó, biển ở bên kia xa xa. Thế và đây gốc là gốc hoa giấy rất là xinh. Ở đây là cây hoa hồng thơm. Nhung rất là thích cây hồng này luôn, cây hồng thơm tuyệt vời luôn ạ. Đó, thế và đây là gốc hoa nhài, đây dừa nước này. Thế còn đây là như là gọi là sen đá hay sao ấy. Đó, thì cái này thì Nhung cũng phải tỉa lại một chút. Thế còn đây là dạ yến thảo màu tím, rất là dễ thương. Nhưng hôm qua không tưới cho nên là nó mới héo như thế này, cũng rất là xin lỗi. Thật sự luôn, những cái cây mà mình cảm giác mình yêu cây, mình cảm giác nó giống như người bạn của mình. Khi mà mình làm nó khô héo hay là nó chết ý, mình thấy nó có lỗi cực kỳ luôn ý. Không biết mọi người có cảm giác đấy không, những người yêu cây thì dường như là cũng có phần nào đấy giống Nhung đó. Thế và đây là cây chuông,
quả chua. Thế và cái khu vườn này thì thực sự là Vi rất là yêu, yêu mến cái khu vườn này và tự hứa với mình rằng là cho dù mình có đi bận đi công tác đến mấy thì sẽ không để cái tình trạng giống như trước đây nữa. Không để tình trạng mà đi 3 tuần xong rồi về cây cối chết hết cả. Và bây giờ thì Nhung có đi công tác thì Nhung rất là sẽ cân đối làm sao đấy đi tối đa nhưng chỉ đi 5 ngày thôi. Nhung tự lên cho mình một cái lịch như vậy, tối đa 5 ngày thôi và không bao giờ Nhung đi quá 5 ngày cả. Đó. Thế và đi làm sao cho nó thật hiệu quả chứ thực sự là cuộc sống con người mình cũng còn phải có cả gia đình, còn có chồng con, rồi cuộc sống còn có họ hàng nữa chứ không phải chỉ mỗi công việc đâu. Thì Nhung cũng tự hứa với mình là sẽ cân đối hơn và cũng hướng vào phía bên trong con người của mình. Đó, khi mà làm việc thì làm hết mình, làm hết sức hiệu quả, nhưng mà những giây phút mà về bên gia đình thì mình sẽ dành hết thời gian cho gia đình và dành hết thời gian để chăm sóc cho cả bản thân mình nữa. Đó, để làm sao sức khỏe của mình tốt thì mình mới có khả năng để mình chăm sóc gia đình mình được, đúng không ạ? Chứ bây giờ mình đi công tác dài quá, đi 3 tuần rồi về cây cối chết hết, rồi thân thể của mình nó cũng suy nhược ấy, bệnh tật thì đầy người ấy, thật sự luôn. Nhưng thấy rất là có lỗi với bản thân mình. Và đâu đó thì tôi nghĩ rằng là bất kỳ một cái tổ chức nào, bất kỳ một cái người sếp nào, không ai người ta mong như vậy đâu ạ. Đấy, bản thân chúng ta phải tự cân đối thôi. Thế Nhung cũng nghĩ là kể cả chính bản thân những cái người lãnh đạo của các đơn vị thì người ta cũng, chính bản thân người ta cũng phải giữ sức khỏe chứ không phải là mỗi chúng ta, đúng không ạ? Thế cho nên là trong cái quá trình mà chúng ta làm việc thì chúng ta vừa làm việc hiệu quả nhất nhưng đồng thời chúng ta cũng phải tự cân bằng sức khỏe, cân bằng cuộc sống gia đình, cân bằng mọi cái hoạt động khác nữa. Bởi vì cuộc sống con người nó đâu có phải chỉ mỗi công việc đâu. Chúng ta cũng có cả làm đẹp này, chúng ta có giải trí, chúng ta có trồng cây, chúng ta có chăm sóc người thân, đúng không ạ? Chúng ta có kèm con học hành rồi thăm nom ông bà đó. Thì thực sự là nhưng thời gian vừa rồi cũng rất là sao nhãng cái công việc đó, đi công tác nhiều và nhiều khi cũng buông xuôi cái việc học hành của con, ủy thác cái việc đó cho cô giáo, thì cái đấy là rất là không ổn. Nhưng sẽ rất phải điều chỉnh lại. Nhưng cũng một lần nữa rất là cảm ơn các thầy cô của Ngọc đã giúp đỡ con rất là nhiều và đã chăm chút cho con, gần như nhiều khi mình cảm giác như là thay mình ấy, chăm con mình. Đó, thì từ nhiều hồi trước mình có suy nghĩ như này, mình cũng luôn luôn đi chăm con của người khác ấy, thì sẽ có các cô thì cũng là giống như là nó là sự đồng lần ấy, các cô sẽ chăm lại con mình, nhưng mà thực tế ra cái suy nghĩ đấy nó cũng chưa thực sự là đúng đắn, bởi vì là không ai có thể chăm sóc hộ con mình được, bởi vì mình sinh con mình ra, đúng không, mình phải chăm, đúng không? Giống như kể cả trong tổ chức của chúng ta cũng thế, chúng ta xây ra một cái hệ thống, chúng ta xây ra một cái đội nhóm của mình, không thì chúng ta để cho người khác chăm, chúng ta ỉ lại, hoặc thậm chí chúng ta còn có những cái suy nghĩ là chúng ta thuê người khác làm hộ chúng ta một số cái việc này việc kia. Thật ra thì nó cũng có thể ở góc độ nào đó nó cũng đúng, nhưng mà ở một vài góc độ nào đó thì nó cũng chưa hẳn là đúng. Tại vì là mình giống như mình sinh con mình ra, mình phải tự chăm, mình tự chăm sóc và mình đồng hành cùng với bố, cùng với ông bà, đồng hành cùng với thầy cô, chứ không thể nào mình ủy thác hết tất cả cái trách nhiệm đấy cho thầy cô được. Đó, thì cái đấy là cái mà bản thân Nhung đã giác ngộ ra và Nhung sẽ phải thay đổi. Và ví dụ như chẳng hạn là Nhung có đăng ký một cái câu lạc bộ, là câu lạc bộ của ông Bruno ấy, là câu lạc bộ chữa lành bệnh. Mà thực sự là từ khi Nhung biết đến cái câu lạc bộ của ông Bruno thì Nhung vào YouTube, Nhung nghe rất là nhiều những video và Nhung có những cái ảnh hưởng rất là tích cực trong cuộc sống của Nhung và sức khỏe của Nhung cũng cải thiện rất nhiều. Thế thì việc mà mình dành 3 tuần mình dành một buổi để tham gia cùng câu lạc bộ mà Nhung còn không sắp xếp được, kể cả đến ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay Nhung đã lên lịch báo với cả bên chỗ câu lạc bộ ở chỗ bên Bách Khoa là sáng nay Nhung sẽ tham gia. Thế cuối cùng là
Tất nhiên là chắc chắn là mọi người cũng có người này người kia, một vài người người ta cũng mong ngóng mình, bởi vì thực ra người ta quy có yêu mến mình thì người ta mới mong, đúng không ạ? Thế không yêu mến thì chả ai người ta thèm mong mình làm cái gì. Thế cuối cùng là mình lại rơi vào cái trạng thái là gì, đêm qua thì lại không ngủ được, thế lại tỉnh giấc, thế xong rồi đến lúc ngủ lại thì lại ngủ quá. Thế đến bây giờ tầm 9 giờ hơn mới tỉnh dậy thì làm sao mà có thể đi được, đúng không ạ? Thế và điện thoại thì lại ở cái trạng thái, tức là vì mệt mà, thế cho nên là mới rơi vào cái trạng thái là không sạc điện thoại, không gì cả, nằm bất tỉnh luôn. Đó thì rất là không ổn luôn. Và điện thoại sáng ra là người sập nguồn, điện thoại sập nguồn, rất nguy hiểm. Nhưng phải chỉnh lại mình, thực sự phải chỉnh lại mình ngay lập tức ấy. Không như thế như này thì rất là đáng đáng lo ngại luôn. Đó, thế nhưng xin phép được tạm dừng video của mình ở đây nha.